bà mới vô làm cho cả nhà. Thì là cái vụ mà cháu bé bị hóc cái hạt dưa hạt bí hạt dưa gì đấy đã để mình cứ nói là cái hạt bí hạt dưa gì đi ở ngoài à. Bệnh viện là bệnh viện là sản nhi Quảng Ngãi thì một cái tin mà báo đưa cũng không đúng như cái anh đó nói, mà có nghĩa là không biết anh đọc cái tin này ở đâu hay là qua một người nào nói, có nghĩa là em vào em xem báo, em xem YouTuber 5 người đưa tin luôn, để em xem báo báo Tầm Lâm, báo của Quảng Ngãi, rồi báo của bên Thanh Niên, rồi báo tất cả các báo đó. Thì là nó lại đi một cái chiều hướng khác, còn cái anh đó anh đưa lên thì anh lại khẳng định cái chiều hướng khác. Bởi vậy anh thả cái mồi câu à, anh mắc một cái mồi câu, anh thả xuống nước cho tất cả những con cá, nào là cá chim, cá lóc, cá mè, cá chép, cá tào lao vào đớp cái miếng mồi đó. Anh ấy ngồi ở giữa và anh ấy không cho tất cả các loài cá mà anh chỉ cho một loài duy nhất, đó là mồi cá chà. Đó. Chà đúng không? Cá chà, cá rồ gì? Anh cho toàn cá chà, cá rồ lên không? Em nói là nó nói còn hơn sao đã. Mà em xin đúng hình như là 7 hay 8 lần gì đó. Tại sao cá chà, cá rồ xuống hết rồi, bắt đầu mới cho cá chép lên. Thì cho hà mi lên trước. Thì hà mi tính hà mi thì rất là nóng. Nóng mà thẳng. Phê bình thẳng mặt ông đấy luôn mà. Ông không đọc báo, ông không ngày kia mà ông lên ông mèo khóc tuột à? Ông lên ông rửa diễn đàn ông mèo khóc tuột à? Cho mấy thằng sặc nó lên chửi ông sụp. Thế thì em nghe một hồi em bảo thằng cha này hình như nó say rượu thì phải. Thế đến lúc ông ấy thú nhận với lại bọn em là ông uống rượu say rồi. Thì em lên, lúc ấy ông mới cho em lên. Em lên em bảo em phê bình bác, dù bác nói là bác không ở bên này, bác cũng chả bên kia. Bác rất ghét những người nói là sọc, những người chửi sọc, thế lại những người chửi rẻ vàng và những người chửi đu càng, bác rất ghét. Và bác cũng rất ghét cái người bên kia chửi là bò đỏ hay là dư luận viên, bác cũng rất ghét. Nhưng mà hôm nay bác là người dẫn cái diễn đàn này đi đúng ý của bác rồi đấy. Chị nói là biết rồi, chị nói là diễn đàn của Viễn Du gì đó đúng không? Rồi. Em chào Lê Văn Bắc. Thế là em lên em nói xong nó bảo thôi vậy thì em cho anh xin lỗi. Tại vì anh nói không đúng, nhưng mà quan điểm của anh vẫn một mực là do bác sĩ làm sai. Thế là bắt đầu bọn kia lên sủa tiếp. Thế nên nóng máu thiệt chứ. Kia lên sủa tiếp. Thực ra cái câu chuyện đó thế này là chị Mỹ Dung tức là hiện tại nó xuất hiện hai cái luồng dư luận và hai cái luồng tin luôn, cũng có luồng tin là cho rằng là bệnh viện tắc trách gì đó dẫn đến cái tử vong của đứa bé đó, nhưng mà cũng có là gọi là cộng đồng cư dân mạng đó, họ có tìm tòi, họ có tìm hiểu và thậm chí là hình như là bên ngay bệnh viện của Quảng Ngãi họ cũng đã lên tiếng rồi, tức là có đưa vào chữa trị rồi xong cái có câu chuyện nào đó là thì gia đình lại tự động đưa đứa bé về nhà tức là đưa ra khỏi bệnh viện đó và khi đưa về nhà xong quay lại thì đứa bé nó mất đó thì hiện tại bây giờ cái câu chuyện cuối cùng nó là như thế nào thì rõ ràng thì chúng ta cũng chưa biết hết. Đúng rồi, nhưng mà ở đây chúng ta thấy đó là bộ y tế đã chỉ đạo rồi, tức là bộ y tế họ đã có chỉ đạo rồi là yêu cầu là thứ nhất là yêu cầu đầu tiên là bên bệnh viện ở Quảng Ngãi gì đó phải làm báo cáo là chi tiết và cụ thể để xem nó như thế nào, nó có dấu hiệu gì không, nếu mà ấy thì họ sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc để làm việc. Thì cái tin đó thì theo em nghĩ là chúng ta cũng nên chờ xem. Đúng rồi. Thì sẽ sớm thôi ạ. Sẽ sớm thôi. Anh biết làm sao không? Bây giờ anh chỉ mới nghe một cái luồng tin. Em chào anh Long Thủy. Một cái luồng tin đưa lên chưa biết A, B, C, A, Z nó như thế nào, đúng không? Mà tự dưng anh phán câu xanh rờn.
bắt đầu mở diễn đàn cả phán một câu xanh dần là bác sĩ làm sai. Mà trong khi đó chính em đã vào nha, em là cái con mà tò mò lắm, đàn bà những cái tính người đàn ông tò mò, em mò vào hẳn, em tìm tên, là em tìm cái nick Facebook, em mò hôm vào nay cái mật quyền gì em mất rồi. Đấy, em vào em coi thì em có thấy là 9 giờ 10 mấy phút á, là gia đình nhà cái cháu bé này, là đưa cháu bé này, lấy một cái lý do là đưa cháu bé này về tắm nước nóng. À đúng rồi, có. Đưa cháu bé này cậu... tắm nước nóng cái lúc mà cháu bị ói, xa quần áo, đưa về nhà tắm, nhưng đưa về nhà tắm thì không đưa vào bệnh viện ngay mà đợi sáng mai cháu bị nguy kịch mới đưa đến bệnh viện. À, cộng đồng mạng tức là họ cũng tìm được cái clip nữa, họ cũng tìm được hai cái đoạn clip. Không anh, kể cả mà cộng đồng mạng bây giờ người ta cũng ấy lắm, chỉ cần ví dụ như bây giờ mà anh hoặc em hoặc bà anh cầm đây là người nổi tiếng đi ha, làm một cái gì, xảy ra một cái chuyện gì, chỉ cần bằng cái móng tay thôi họ tìm đến nhà anh luôn á, anh có giấu mấy cái giấu người ta cũng tìm ra. Người ta tìm ra tên tơ cái tóc luôn. Cộng đồng mạng người ta tìm ra tên tơ cái tóc luôn. Cho nên là em không vào xem báo mà em vào chỗ mấy YouTuber em coi xem nó như thế nào cái đã. Thì là người ta nói là gia đình nhà anh này đến đưa cháu bé đến bệnh viện và là khám, bác sĩ khám và chẩn đoán xong thì đưa cháu bé lên trên tầng hồi sức cấp cứu. Cho cái ống thở vào thì cháu bé đã dần ổn định đấy, và sau khi cháu bé đã dần ổn định rồi thì cha mẹ 9 giờ mấy là cha mẹ đưa cháu về, cháu về để tắm nước nóng. Em nói với anh cái này nó cứ hơi sai sai, nước nóng thì ra chỗ cổng, nghèo mấy thì nghèo vô cùng nghèo đi thì một nước chỉ có 5.000 bạc thôi, ăn về có mà tắm ba đứa. Nước sôi á, nước sôi ngoài bệnh viện nào cũng có bán. Dạ đúng. Bệnh viện nào cũng có bán nước sôi. Mà nếu như anh nghèo quá anh xin thì tôi cho mà. Đúng rồi. Xin thì tôi cho mà. Em nói em nằm bệnh viện em xin nước nóng hoài à, người ta cho mà. Và bác sĩ người ta không có ai, người ta lại để cho anh mang con về, người ta sẽ nói một câu như thế này. Mà em đã là từng người trốn bệnh viện về nhiều lần rồi. Nên em biết anh dám chắc anh về nhà không xảy ra chuyện gì không? Nếu như anh đưa con về hoặc chị đưa con chị về hoặc chị tự ý rời khỏi bệnh viện, nếu xảy ra chuyện gì bác sĩ không chịu trách nhiệm đâu nhé. Đấy, sẽ có câu đấy. Tại vì em trốn bệnh viện nhiều lần rồi nên em biết mà. Tập tối là có khả năng em muốn về, em muốn về nhà ngủ cho nó ngon đúng không? Ở bệnh viện thì đôi khi ông này đau kêu, ông kia đau kêu rồi sột soạt ngủ được. Thì là trốn về thì bắt đầu là bác sĩ mà nó có bắt được nó sẽ nói câu đấy. Đấy, trốn là sáng mai đến sớm mà. Đó là bác sĩ nó bắt được nó sẽ nói câu đấy. Đấy giờ tôi không đồng ý cho chị về. Tôi không đồng ý cho chị cho con về hoặc bản thân chị về. Nếu mà về nha, đồng ý nha. Nếu mà chị trốn về nhà thì đến mai xảy ra chuyện gì không kiếm nhận. Em nghĩ bác sĩ hoặc ở bậc hộ lý sẽ nói câu đấy, nhưng mà anh chị này sẽ cố tình đưa con về là cái chắc luôn. Chứ không có cái bác sĩ nào mà tự ý anh về mà không có ai biết cả. Chắc là người ta bảo anh để con lại nhưng mà anh cứ thấy con ổn rồi là anh đưa về. Đưa về đến sáng hôm sau nó biết nguy kịch quá mới cho chạy quay lại. Thì đâu còn kịp nữa. Ý em thế này là chị Dung, tức là cái câu chuyện đó thì coi như là anh chị em này trong mình đó là thống nhất là cứ đợi tới khi có những cái kết quả chính thức thì chúng ta sẽ bàn thảo tiếp. Còn hiện tại bây giờ thí dụ ai cảm thấy họ tự cho mình cái quyền mà phán xét tất cả thì đó là quyền tự do của họ, nhưng mà chắc chắn rằng thì họ phải chịu trách nhiệm về những cái công bố của họ thôi. Đúng không? Chúng ta cũng không cần thiết phải ồn ào quá chuyện này, cãi nó đi. Nổi điên á, nổi điên lên.
con giảm lên kìa. Chạy qua đây. Này. Cái mày mày bớt cái bỏ mày lại không có nhỏ em gì mà kỳ cục quá nãy mà chữ. Mày nãy rồi chữ mày. Ông già ngày xưa về như bỏ lào đội nón ấy thì bây giờ thì cũng khôn khôn lên tí. Đúng rồi. Thì đúng rồi cái gì nè. Đang quan chưa biết thì đúng luôn ấy. Nè. Để tao nói cho mày nghe nè. Lúc này là tao chơi với đội SBC Biên Hòa đó nha, liệu hồn rồi đó, tao rất là tao hay coi về phòng chống tội phạm Biên Hòa đó, liệu hồn đấy. À thôi, tao nói về nghe cái điều này là quá à. Cái này thì mình cũng không biết gì, nhưng cái điều này mà đứa nói đứa con nói đúng á, đó là phải chờ cơ quan chức năng kiểm nghiệm, với lại cái thật của những cái YouTuber muốn kiếm view kiếm like thì thường thường tai nhanh hơn não. Mà thấy rõ ràng từ hồi xưa tới bây giờ, khi người ta chưa có một quyết định gì cả thì bắt đầu là ngồi đoán mò, đoán già, đoán non, nó làm đủ trò hết. Thì những người mà yếu bóng vía thì họ tin vào cái chuyện đó và họ làm cho xã hội xáo trộn. Cái điều đó mình cũng đã thừa biết rồi, đó phải riêng. Cái chuyện này không phải là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện này mà tới nhớ cái chuyện mà ngày xưa thời kỳ Covid mà có một cái chuyện mà cái ông bác sĩ này nhường ống thở cho bà sản phụ gì đó không đó, cái vụ bà nhớ bác sĩ khoa đó, vụ bác sĩ khoa đó. À, đó có nghĩa là tai nhanh hơn não, không cần biết chuyện gì xảy ra biển đã đụng cho đó. Và cái thế lực mà coi như thế lực cắt ké bên kia bắt đầu lợi dụng cái điều đó và bắt đầu nó suy nghĩ. Em nói anh Tâm là chỉ có mỗi một cái chuyện đấy thôi, mấy em chưa biết là người ta đưa tin vào lúc nào mà từ trưa tới giờ nó rất xôn xao. Ờ xôn xao gì thì bởi gì đó rồi, rốt cuộc thì cũng ba YouTuber với ba cái diễn đàn xấu, ba cái diễn đàn xạo. Nó cứ đôi lúc có nhiều người chủ diễn đàn không phải là xấu nhưng mà lợi dụng nó cho phép những cái thằng kia lên xuyên tạc chứ không phải là cái chủ trương đó. Nhưng mà có thằng cái lần thằng mà làm chủ diễn đàn không có cứng cửa, nó không có chính kiến và nó không có kiến thức đó, thì để dễ xảy ra chuyện đó. Anh nói đúng thì cho nó nói, còn nó sai thì đặt xuống thôi, hoặc là những cái thằng mà ta không ưa là đi, ta không có cho giờ cho lên, ví dụ là vậy. Còn những người này là nó cho lên hầm bà là cái chiều không chịu hoặc là thứ gì nhục mà chửi lãnh đạo tôi lên nó cho lên hết. Có nghĩa là vậy, là tha hồ giống như cái chợ chồm hổm, biết không? Thường mà có nhiều thằng lên nó chửi không, nó chửi từ trước đó, từ đầu like đến cuối like không, nó chửi rồi nó nhục nó bạ này kia. Mà trong khi đó nó ở nước ngoài, mà trong khi đó bữa nay tao mới đọc tin hồi sáng đây, ở nước Mỹ. Ngay bây giờ toàn nước Mỹ đang biểu tình dữ dội về cái chết của một anh da đen 26 tuổi, 24 tuổi gì đó mà bị năm thằng cảnh sát hay là bị nó làm cho chết á. Bây giờ hiện giờ đang xôn xao gì đó. Thì nó mà nó buồn cười ở chỗ này này, từ xưa giờ ta lên diễn đàn của bài hoài quan bài bây giờ cái chuyện nước Mỹ thì không bao giờ nó để ý tới mà mặc dù nó sống ở nước Mỹ, thế mà nói tới nó cái chị không quan tâm, chị không đưa đụng với nó, chị quan tâm đi cho nó đồ nó buồn cười đó. Thôi thành ra bị những cái thành phần đó người ta không có chấp và ta cũng chẳng thèm để ý, bởi vì thường thường ở trong người trong nước họ dùng một cái từ là thế lực thù địch. Người ta thì ta không có cho là thế lực thù địch, mà ta nói là ba con kiến con gián con nhế gián dễ thôi, không quan trọng chuyện đó, bởi vì đâu có là cái gì đâu. Thế lực là gì? Thế lực là phải có chủ trương, phải có đường lối, phải có thực lực, là phải có nhân, nó có phải, nói chung là phải có đủ yếu tố, phải có đất, phải có đai, có tư lệnh, của chính phủ, của quân đội, có vũ khí, nói chung tất cả. Ở đây có thế lực con mẹ gì? Đây toàn là vỏ mồm như nước mía không mà đủ mấy ăn không ngồi rồi thất nghiệp, toàn là không có chuyện làm, ngồi lên từ sáng tới đến chiều. Mày thử nghĩ coi, tao mày đã bàn hoài. Một cái thằng dài tao về hưu rồi mà tao cũng chưa có thời gian, phải rảnh rồi lúc trời mới lên lúc đó thôi, còn nói ngồi 8 tiếng đồng hồ thì thoại mày nó thế lực cái gì? Ủa má, toàn là thuốc xì ke ma túy rồi xong buôn bán toàn tầm bậy tầm bạ rồi xong rồi mày không biết làm gì nè. Tao mới coi ít bị tờ gì, tao coi cái săn bắt cướp với lại cái phòng chống tội phạm của Biên Hòa, tao thấy toàn là nè việc dây chuyền có nè. Nó gọi là đá đóng xe, có là ăn trộm xe, có là ăn cắp xe, có là tống tiền, có mấy người đó toàn là bị rượu đó không. Tao nghĩ là chắc mấy người đó là bị SBC Biên Hòa bắt đó. Bắt xong nó chạy trốn, chạy qua bên kia luôn á. Thành ra tụi đó là hầu như là tiền án, tiền sự đều có hết đó. Còn toàn thứ xấu á mà. Tất nhiên là mình nói là coi như là sơ yếu lịch, coi là cái tiểu sử cá nhân đó. Toàn là dân là trơm chĩa nè, rồi hút sắt nè, rồi đá nóng xe, rồi đua xe trái phép mà chạy quá. Tao nói chung là ở Việt Nam mình đó là hầu như là bị hầu như tụi nó không á, tao nghĩ là vậy đó. Toàn là thứ vậy không, từ già đến trẻ toàn luyện thành phần bất hảo, từ vật xấu mà. Rồi xong cái Việt Nam mình không có chứa đó, không có chứa cái đuổi đi cái nó qua bên kia, cái nó thù nó dễ cái mày không, không phải Việt Nam mà không có đuổi,
mà là nó tự bỏ nó đi chứ anh. Ông mà tính bắt chứ, thì đó là tội phạm mà, tội phạm thì tất nhiên là cấp điện thì tất nhiên là chuyện ở thì anh các phần trộm thì anh bị phạm vào những các cái tội là không 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 pháp luật không cho phép, thì có lệnh truy nã thì nó trốn nó bỏ nó đi chứ anh, có lệnh truy nã mà chưa bắt được cái nên nó trốn nó đi chứ anh. Đúng rồi, vậy đó, thằng thiếu lan, thằng thiếu cha gì đó, nó trốn qua đó, nó gần, nó đi bộ qua đó, đi gần đó, vậy thôi. Còn là thứ vậy không à, rồi không biết gì, thấy tức, uổng á, tưởng gì, ta ăn cắp 20 triệu rồi nó cũng bắt tao nữa. Rồi vậy đó vậy, nó sau qua tức vậy, bắt tao nữa, tao trốn, tao Lê Văn ơi, trôn chỉ hả, có nghĩa là ăn trộm thế, bác Lê Văn, trôn chỉ hả, gì, là gì mà tôi không... Ôi, thằng đầu chọc. cái thằng đầu chọc nó xạo quá, làm gì nó không biết được luôn. Thằng này nó chờ tao lên, bắt đầu nó chọc à, thằng này nó quê đó mà, đừng cho nó lên, lũ nó lên là tao chết. À vậy hả? Quỷ sứ, trời ơi. À thì nói đi nói lại thì bây giờ thì bác cũng muốn nghĩ ra cái điều mà từ xưa tới giờ cha con mình nói chuyện mà phản bác về điều luận điều xuyên tạc ha. À thì bây giờ đâu còn xuyên tạc có bẻ gì nữa đâu. Nó không có, nó nói là coi như là mình nghe không là lọt lỗ tai, bởi vì không ngọt lỗ tai là bởi vì nó không có dẫn chứng nè, nó không có nguồn nè, vu cáo nè, chụp mũ, những điều vô căn cứ, rồi những cái điều mà hầu như là mình cảm thấy là những người nào mà không biết, những người nào không biết thì nghĩ chắc nó nói đúng, nhưng mà thực tế không phải. Ồ, thành ra bây giờ mình là thuộc dạng kêu một lão làng rồi. À, bây giờ mới thuộc lão làng hả? Tao nói mày rồi, khi nói chuyện với tao. Anh cơ quan biết sao không? Con quỷ. Và đây mà cứ hẹn chi gì nhỉ? Em hỏi chi, ôi trời ơi, đi chia quà cho cả làng sao em không có? Mà trốn luôn anh cơ quan biết không? Trốn luôn. Trời. Trốn. Trốn cái gì? Chưa là kỳ này gì kỳ này về phải ăn gỏi cá ăn gấp đôi đó rồi đó, ăn gấp đôi mới có quà được. Ui giời, gỏi cá này có nhặt nhỏ con bỏ mồ à. Nhưng mà ở đó gỏi cá mình thôi, cái chuyện nó khép lại đi, là bởi vì ở đây cơ quan chức năng, bác sĩ rồi tất cả ta chuẩn đoán rồi, nếu cần thì cơ quan công an vào ta làm tôi gọi là cái gì xét nghiệm, ta có làm tới cái quả rồi giám định này kia rồi bắt đầu sao, còn bây giờ đừng có đầm tầm tầm mà đừng có đồn thổi lên, rồi đừng. Khi mình nói cái chuyện đó nó sẽ lây lan ra, tất cả mọi người đều y xèo. Có nói rồi, một con heo mọi nó chết từ đầu sớm nhưng mà có cuối sớm là trở thành con voi rồi, vì chuyện đó không bao giờ một người Việt Nam mình nó kỳ lắm, mà để ý coi ở Việt Nam nó khác hơn ở nước ngoài. Ở Mỹ này nè, mày nghe tiếng súng á, nghe bùm bùm một cái cắt là thiên hạ trốn chết mẹ luôn, trốn hết. Nhưng mà người Việt Nam buồn cười lắm, mà nghe tiếng súng là nó bu lại, mà coi tao coi cái cũng gì cái gì đó, tao coi cái gì ra cái biên hòa gì, săn bắt nước biên hòa gì đó, phòng chống tội biên hòa, hay có một chuyện gì mà tụi này nó vô ập lại, nó bắt một tội phạm nào ngoài sau trời thì hạ bu đi tiếng đâu chặt được luôn. Ứng năm đâu à, ngộ lắm, mà ở Mỹ không bao giờ có cái chuyện đó, hay có cái chuyện gì mà cảnh sát mà hú còi chạy tới là nó trốn chết mẹ luôn, những người không liên quan là trốn thấy mẹ luôn. Còn ở Việt Nam mình ngộ lắm, bu ra gạt đường luôn, đường không chạy luôn, cảnh sát ra không là phải giải tỏa, còn không có thằng kia đó giải về vườn lại lẹ, chỗ này nó kẹt rồi giải còn cái gì đó, nó vậy, nó người Việt Nam nó kỳ, nó ngược ngạo hơn người ta từ tâm lý, từ ghét sẽ được có hiệu ứng đám đông, sao ghét bây giờ em ghét tao nữa em cũng bị kẹt à, mình đi sau lưng nó đứng lại thì mày phải bị kẹt thôi chứ sao chạy khổ vậy, chỉ em chỉ có đi với anh mới là không kẹt mà thôi. Ở thì em vào trong chỗ làm em cũng nói với tất cả mọi người rất là nhiều, em bảo là các bà đi ra đường ấy, mà gặp tai nạn giao thông các thứ, nếu các bà giúp được người ta thì các bà đứng lại, còn các bà không giúp làm ơn chạy mẹ nó đi, để cho cái người đấy người ta có những người đi đằng sau, người ta khả năng giúp được, người ta còn có đường người ta chạy vào và giúp, còn các bà cứ đứng đấy hỏi chết à sống à, giúp nó không giúp được cứ chết à sống à, là gây giao thông, không làm gì trơn các bạn, nó thậm chí nhiều khi cái người giúp được cũng không được, không thì đi được rồi. Bưng nặng cái người giúp mình không đâu có đường đâu mà đi, xoay sở không được luôn, khổ em.
nó thôi thôi rất là mệt. Thành ra bây giờ cái chuyện này coi như bỏ qua đi, qua đi, mình không có bàn tán chuyện nữa. Bởi vì theo tôi nghĩ thì cái lỗi này là cũng là có cái sự thiếu hiểu biết của gia đình, thiếu hiểu biết của gia đình làm ra cái sự này nông nổi này. Thế thôi, còn nếu để trong bệnh viện mà bác sĩ chắc chắn là con thằng nhỏ này sẽ sống thôi. Bất quá nó bị đuốc hoặc biết gì. Một giải pháp cuối cùng là mổ thanh quản ra, hiểu không? Mổ thanh quản ra, lấy gì bật ra rồi xong mà thôi, có gì đâu. Nhưng mà mấy ông này là còn thiếu hiểu biết, một đêm về nhà còn rồi tắm nước nóng rửa cho nó khỏe rồi. Bởi vậy em ấy, lúc mà em đọc xong em bảo có cái gì nó sai sai ở đây ấy. Đúng rồi, cái khổ vậy đó, nhiều khi nhưng mà mình nói không được, mình nói không có... cái tụi mà đã khi mà trong thôi, nhưng mà có một cái nghi vấn mà nó được nhưng mà vậy nè, bỏ qua chuyện đó đi, chờ thống nhất là chờ cơ quan chức năng thôi. Nhưng mà quay lại vấn đề nè, bây giờ ông khai thiệt đi. Đúng. Cái ngày trước ông về ông xuống Biên Hòa ông ngơ sao ông kể lại nghe coi. đúng rồi nói vậy bị con nhỏ nè, nó lôi đầu vô quán nhậu trong đó có thằng Du Nam nữa. Du Nam nữa được đã vậy, uống nhiều mà ngơ à, uống được nhiều mà ngơ à. Ôi tưởng cái gì. Bởi vậy hỏi sao ông bắt ông hâm ông độ ông gì ông hâm ông cạo đầu rồi đúng rồi. Lại giữ vô trời ơi. Ông ơi à, anh cơ quan sao ông thèm mà ăn gỏi cá Tân Mai thì ông cứ lên trên chiến đàn ông bảo những thông hôm nào mà chở anh đi ăn gỏi cá Tân Mai. Bảo, ok ông cứ xuống đi. Ông xuống thì chở dẫn ông đi. Thế này thì thật sự là Mỹ Dung cũng không thích ăn cái gỏi cá Tân Mai lắm. Nhưng mà lần đầu tiên nghe tin thì bắt đầu mới hỏi con bé ở dưới Tân Mai ấy. Bé bác Nam Tư của mày chỉ dẫn má đi cái chỗ nào mà gỏi cá Tân Mai mà nổi tiếng ở cái chỗ Tân Mai này thì dẫn má đi. Đấy, nếu không thì con sẽ dẫn cho má đi chỗ cái bè, ngoài bè đấy. Đó, ngoài bè ăn giả lắm ơi. Thế là Mỹ dẫn vào rồi, nhà bà Ngọc Tiến cho ông ăn gỏi cá. Vô ngã tư tư. Chị đưa ông ngang cái tư Tân Hiệp á, đưa ông ngang cái tư Tân Hiệp á, cái đường mà đi vô thành phố Biên Hòa đó, thì đi vô xíu là bên tay trái có cái nhà thờ gì em quên tên rồi, đi vào cái đường ông nhà thờ đó, đi vòng ra sau nhà thờ đó là có mấy cái quán gỏi cá đầy trọng đó, nhưng mà với điều kiện chỗ ăn gỏi cá đó. À. Chỗ Tân Mai đấy đi vào chỗ nhà thờ Tân Mai đi vào thì dẫn ông vào đấy cho ông ăn gỏi cá. Xong là ông vào ông ấy lơ ngơ gọi ăn gỏi cá xong rồi dẫn ông đi uống cà phê xong cái ông uống đâu có bao nhiêu đâu mà trời ơi nói cái gì cũng không biết, cứ ngơ ngơ rồi Việt Nam họ nói bóng nói gió thì cũng chả biết cái con mẹ thì đó. Vậy bây giờ là được, bây giờ là hiếp áp lưỡi được biết hết trơn rồi, như mày biết hết rồi đó. Bắt rồi bắt anh bắt tao không... làm gì vỗ ngực chung tên rồi ghê lắm phải không? Cái gì à? Ủa tao uống ngục đế không à, tao uống chi bát không à, trời ơi tưởng gì bây giờ nó khơi xì ra hết rồi đó. Cái hiểu là anh tôi qua mới sao Việt Nam thì hay người Việt mình là hay nói bóng nói gió nó xa nó xôi xong mới đầu mới nói gần hiểu không, nhưng mà nói xong cái ông quay lại ông hỏi nó nói cái gì vậy mày. Tưởng sao tại vì thường thường Việt Nam có hay nói tiếng mình mới về thì mình không biết thiệt, nhưng mà sao này tưởng sao rồi tưởng sao rồi cái gì giống như cái trận để mày yên tâm đi, để ngày mai tao xuống Mỹ Tho tao càng nhà thằng thượng sĩ nhất, ai ngờ đâu mới xuống được mấy tiếng hồ ông tự nhiên ông càng cho phát một làm thẳng băng, ông chụp hình đưa lên mạng luôn trời. Giàn quá giàn cái dữ luôn, bắt chui đánh xứ người ấy, bắt tưởng gì quá chưa bắt chui đánh xứ người lớn thiệt.